linh hồn bé nhỏ và trái đất. Ngày xưa, có một linh hồn bé nhỏ. Linh hồn bé nhỏ nói với Thượng Đế: Thượng Đế ơi, con không muốn phải xa ngài. Được thôi, Thượng Đế đáp lại với một nụ cười, bởi vì con chẳng bao giờ phải rời xa ta cả đâu. Nhưng linh hồn bé nhỏ không hiểu được, vì hôm nay chính là ngày mà linh hồn bé nhỏ sẽ được sinh ra. Và linh hồn bé nhỏ nghĩ rằng, khi em sinh ra làm người thì em sẽ phải rời xa thiên giới. Mà thực ra thì linh hồn bé nhỏ đã đang đứng xếp hàng rồi, chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi là tới nơi cánh cửa đến với trái đất. Con có nên lo sợ không? Linh hồn bé nhỏ hỏi. Không, không, Thượng Đế lại nở nụ cười và nói: Đây là ngày mà con nên vui mừng mới đúng. Hôm nay là sinh nhật của con đấy. Con biết ạ, linh hồn bé nhỏ kêu lên. Nhưng hôm nay cũng là ngày mà con phải rời xa ngài và phải chào tạm biệt với thiên giới, và điều này làm con thấy buồn lắm. Thượng Đế ôm chặt linh hồn bé nhỏ trong tay. Ta sẽ luôn ở bên con. Con không thể rời khỏi ta đâu. Ta ở bên con dù cho con có đi bất cứ nơi nào. Thật ư? Linh hồn bé nhỏ hỏi với đôi mắt mở to, tràn đầy hy vọng. Và Thượng Đế đáp lời em ngay lập tức. Đúng rồi, ta luôn ở bên con. Nếu như con muốn có ta, con chỉ cần gọi ta và con sẽ thấy rằng ta luôn có mặt cho con. Nhưng lỡ như mà chuyện không suôn sẻ thì phải làm sao? Linh hồn bé nhỏ bắt đầu nức nở. Con muốn nói là luôn luôn là một thời gian rất là dài. Nếu lỡ như mà con làm mọi chuyện rối tung lên, ngài sẽ vẫn ở bên con chứ? Hay ngài sẽ giận và rồi tránh xa con? Tất nhiên là không rồi. Sao ta lại có thể giận dữ với con được khi con mắc lỗi chứ? Ai mà không có lỗi lầm hả con? Cả ngài cũng mắc lỗi ư? Linh hồn bé nhỏ muốn được biết. Thượng Đế cười lớn. Chà, có cây măng tây đấy con. Linh hồn bé nhỏ đã cảm thấy khá hơn rồi. Được rồi, vậy là ngài sẽ luôn bên con mọi lúc nhé. Biết vậy con thấy tốt hơn rồi. Như vậy thì cũng gần giống như là con đang được ở trên thiên giới với ngài. Thượng Đế cười. Thật sự là con vẫn ở trên thiên giới. Con không thể nào rời khỏi thiên đàng được đâu, vì ta đã chỉ sáng tạo ra thiên đàng thôi, chứ đâu có thứ gì khác. Con đi đến đâu cũng là thiên đàng. Kể cả khi con đến trái đất ư? Con có thể ở trên thiên đàng trên mặt đất ư? Trong đôi mắt Thượng Đế lóe lên những tia sáng lấp lánh. Đặc biệt là khi con ở trên mặt đất đấy. Trái đất là một trong những nơi tuyệt diệu nhất ở trong nước thiên đàng. Vậy thì, linh hồn bé nhỏ nói, con sẵn sàng đi rồi ạ. Chuyến đi này chắc chắn sẽ vui lắm đây. Đúng vậy, Thượng Đế đồng ý. Sẽ vui hơn là con biết nữa đấy. Và đừng lo lắng gì cả. Dù cho con có quên mất điều ta vừa nói, dù cho con có quên cả ta, thì con vẫn có một người bạn đặc biệt để giúp đỡ cho con. Linh hồn bé nhỏ ngạc nhiên vô cùng. Quên mất ngài ấy à? Làm sao mà bất cứ ai có thể quên mất Thượng Đế cơ chứ? Ồ, Thượng Đế cười. Con sẽ phải ngạc nhiên đấy. Vài người quên mất cả ta, cứ quên đi quên lại mãi. Và hầu như là tất cả mọi người đều quên ta ít nhất là 1-2 lần đấy. Con thì sẽ không quên ngài đâu. Linh hồn bé nhỏ tuyên bố một cách trịnh trọng. Con sẽ không bao giờ quên ngài. Như thế thì thật là tử tế. Nhưng con đừng lo. Nếu lỡ như mà con có quên ta, con luôn có Melvin mà. Melvin à? Melvin là ai thế ạ? Linh hồn bé nhỏ hỏi. Là người bạn đặc biệt của con. Melvin là một thiên thần. Melvin đã đồng ý sẽ luôn bên cạnh con cả cuộc đời, để dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì con luôn có một người giúp đỡ.
Wow, linh hồn bé nhỏ thốt lên, một thiên thần bảo vệ cho con. Đúng rồi đấy, đó là lý do mà chúng ta gọi họ là thiên thần hộ mệnh. Con thấy không, thiên thần hộ mệnh của con đang ở ngay bên đó kìa. Cậu ấy đang đợi để đưa con tới trái đất đấy. Đợi đã nào, ngài đang nói với con rằng con có một thiên thần hộ mệnh tên là Melvin à? Chà, thượng đế nháy mắt và nói, Clarence bận rồi con. Ồ, linh hồn bé nhỏ gật gù, ra vẻ rằng em hiểu, dù là em không hiểu gì cả. Melvin sẽ luôn ở bên con và cậu ấy sẽ giải thích cho con mọi thứ nhé, thượng đế khẳng định. Nhưng giờ con phải nhanh chân lên thôi. Xem kìa, tới lượt con rồi kìa. Con sắp sửa được sinh ra rồi. Và thật vậy, linh hồn bé nhỏ chỉ còn cách cánh cửa dẫn tới trái đất một bước chân nữa mà thôi. Không còn ai xếp hàng trước mặt em nữa. Linh hồn bé nhỏ ngân nga một cách vui vẻ. Con sẽ có một thân thể, con sắp có một thân thể rồi. Đúng vậy, con sắp có một thân thể rồi đấy, thượng đế nói và cười thật tươi. Được rồi, con đi đi nào. Và sống vui nhé con, đừng quên gọi ta khi con cần ta nhé. Và rồi linh hồn bé nhỏ được sinh ra. Wow, giờ thì mình đã là một ai đó rồi nè. Linh hồn bé nhỏ hát lên vào khoảnh khắc mà em trở thành một em bé. Mọi người ở trong phòng nghe tiếng em cứ giống như là tiếng khóc, nhưng linh hồn bé nhỏ thật ra là đang hát lên. Mình không chỉ là một linh hồn nữa rồi, giờ thì mình đã có một thân thể. Đúng rồi, giờ thì cậu đã là một ai đó rồi đấy, Melvin cùng hòa vào với tiếng hát từ bên kia căn phòng. Nhiều người đang quây quần lại xung quanh em bé và Melvin đã nhường chỗ cho họ. Ngay khi đó, linh hồn bé nhỏ nghe một người nói, là một bé gái này. Và mọi người nháy cấn lên và vỗ tay. Chào mừng bé Megan, một người trong số họ nói. Đó là tên mình à? Linh hồn bé nhỏ hỏi. Đúng rồi, cậu có phấn khởi không? Melvin trả lời. Có chứ, linh hồn bé nhỏ đáp lại. Ít nhất thì mình nghĩ là như vậy. Cô bé đang ngẫm nghĩ thì một người không quen đến bế em lên. Không sao đâu, Melvin vỗ về. Đó là bác sĩ đấy. Cô ấy sẽ xem cậu nặng bao nhiêu và xem xét cơ thể của cậu để đảm bảo là mọi thứ đều hoàn hảo cả. Và trong khi bác sĩ và y tá đang kiểm tra, linh hồn bé nhỏ không thể nào không nghĩ ngợi. Và cuối cùng em cũng lên tiếng hỏi. Là một bé gái thì có tốt không? Tất nhiên rồi, rất tuyệt vời đấy, Melvin đáp. Tuyệt vời hơn là làm một bé trai à? Không đâu. Ý bạn là làm con trai thì tốt hơn là làm con gái à? Không. Ý bạn là con trai hay con gái đều tốt như nhau à? Chính xác, ý mình là vậy đấy, Melvin đồng ý. Và đừng bao giờ nghe bất cứ ai nói với bạn điều gì khác nha. Tại sao người ta lại nói như vậy? Megan tự hỏi. Melvin đáp lời. Vài người không hiểu điều mà bạn khi còn là một em bé lúc này đã biết đâu. Họ lớn lên và họ quên mất nhiều điều lắm. Ồ, Megan đồng ý. Ai đó vừa mới nói với mình về việc chúng ta sẽ quên mất nhiều điều, nhưng mà mình không nhớ ra được đó là ai. Mình sẽ nhắc cho bạn nhớ lại sau, Melvin hứa. Nhưng ngay bây giờ thì cậu phải làm quen với việc có một thân thể cái đã. Linh hồn bé nhỏ với cái tên là Megan, cô bé nhìn xung quanh căn phòng. Em thấy nhiều thân thể khác và mọi người có vẻ như đang bận bịu làm việc gì đó rất quan trọng. Bạn cũng có thân thể phải không? Em hỏi Melvin. Thiên thần hộ mệnh thì không có thân thể đâu, người bạn của em giải thích. Nhưng các thiên thần có thể trông giống như họ có thân thể nếu việc đó làm cho mọi việc dễ dàng hơn. Mình có nên giả vờ là mình có một thân thể vào lúc này và lúc khác để cho bạn có thể trông thấy mình không? Tất nhiên rồi, Megan nói. Như thế sẽ vui lắm. Và như thế,
Melvin biến thành hình dạng con người và cậu đứng ở bên cạnh người y tá, người mà đang tắm rửa cho Megan. Ôi, mình nhìn thấy được cậu rồi này. Tốt rồi, giờ thì cậu hãy cố nhớ hình ảnh của mình trong ký ức nhé, bởi vì sớm thôi cậu sẽ không thể nhìn thấy mình nữa. Tại sao? Cậu sắp phải đi à? Thượng đế bảo cậu sẽ là người bạn đặc biệt của mình mãi mãi cơ mà. Và rồi cậu sẽ ở bên mình mọi lúc cơ. Mình ở bên cậu mọi lúc đấy, Melvin nói một cách chắc nịch. Mình không đi đâu cả đâu. Nhưng đôi khi cậu bảo với người khác rằng cậu nhìn thấy một người bạn đặc biệt, người ta sẽ cố thuyết phục cậu rằng mình không có tồn tại ở đó. Megan ngạc nhiên lắm. Tại sao? Cô bé hỏi. Bởi vì họ không thể nhìn thấy được mình, và vì vậy mà họ không tin rằng cậu thực sự nhìn thấy mình đâu. Và thế nên họ sẽ nói rằng mình là do cậu tưởng tượng lên thôi. Cậu có phải là do mình tưởng tượng lên thật không? Linh hồn bé nhỏ chớp chớp mắt. Tất nhiên là đúng rồi, Melvin trả lời. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không có thật. Tất cả mọi điều cậu tưởng tượng nên đều có thể thật như là cậu mong muốn đấy. Hãy luôn ghi nhớ điều đó nhé. Megan ngẫm nghĩ về điều này một hồi lâu. À, là một hồi lâu đối với một em bé đấy thôi. Là đâu đó khoảng một phút, và rồi khuôn mặt của em toát lên một vẻ không thoải mái. Này, nước này đang dần trở nên lạnh quá. Melvin nhanh chóng di chuyển đến gần y tá. Ôi trời, cô ấy nhầm lẫn rồi, cậu ấy nói với linh hồn bé nhỏ. Cô y tá đã để nước nguội quá rồi, không hòa nước ấm vào thêm này. Để mình xem liệu mình có thể khiến cho cô ấy nghĩ đến chuyện đó không nha. Và rồi Melvin nói nhỏ vào tai cô y tá. Đúng lúc đó, cô y tá đã hòa thêm nước ấm và đổ lên người Megan. Cô ấy nhầm lẫn một xíu, cậu sẽ tha thứ cho cô ấy chứ? Linh hồn bé nhỏ nghĩ ngợi. Cuối cùng em nói rằng, tha thứ nghĩa là gì? Và lúc đó, Melvin hiểu ra rằng cậu ấy còn nhiều việc phải làm lắm. Tại sao ư? Vì linh hồn bé nhỏ đã quên luôn cái lý do mà em đã đến với trái đất. Em đã đi qua cánh cửa đến với thế giới và em đã quên sạch mọi thứ. Em thậm chí còn không nhớ rằng em đã xin được sinh ra đời để em có thể kinh nghiệm được việc tha thứ cho một ai đó là như thế nào. Ồ, cái phần đó của câu chuyện này bạn vẫn chưa nghe phải không nào? Chuyện là như thế này. Nguyên nhân mà linh hồn bé nhỏ đã xin được sinh ra đời là bởi vì em muốn được kinh nghiệm xem là một người giàu lòng vị tha là như thế nào. Khi em chưa đến sống trên trái đất, linh hồn bé nhỏ hiểu rằng nguyên do một người sinh ra đời là để cho người ấy có được cơ hội để người ấy kinh nghiệm mọi thứ. Vậy nên, linh hồn bé nhỏ đã muốn được kinh nghiệm mình là một người giàu lòng tha thứ. Em đã hỏi xin Thượng Đế cho em đến với trái đất để làm được điều này. Thế nhưng, giờ đây, linh hồn bé nhỏ lại quên mất tiêu rồi. Mình sẽ nói cho cậu biết tha thứ có nghĩa là gì trong chốc lát nữa thôi, thiên thần hộ mệnh nói với Megan. Phải giải thích lâu lắm, giờ thì cậu lại đang bận rồi. Và đúng là như thế. Y tá đang dùng một chiếc khăn to và mềm mại để lau khô người cho Megan. Và rồi mọi người kiểm tra hai bàn tay nhỏ, đôi chân nhỏ nhắn và xem tai của em thế nào, và mọi thứ khác nữa. Họ trông có vẻ rất là vui vì họ nói rằng em thật là một em bé xinh đẹp làm sao. Mọi thứ đều thật là hoàn hảo. Vậy giờ tiếp theo sẽ là gì? Linh hồn bé nhỏ hỏi. Giờ thì mình đã có một thân thể này và mình đã biết mình là ai rồi. Cậu nghĩ cậu là ai thế? Melvin hỏi. Mình là cái này, Megan vừa nói vừa chỉ tay vào thân thể của cô bé. Mình chính là thân thể này. Không, không phải vậy đâu, Melvin cười lớn. Mình biết là cậu nghĩ cậu chính là thân thể của cậu, nhưng thân thể thì không phải là cậu đâu. Nó chỉ là của cậu mà thôi.
Megan chỉ có thể thốt lên: "Hả?" Melvin lại cười lớn: "Mình nói rằng thân thể của cậu thì không phải là người mà cậu là đâu này. Thân thể chỉ là thứ mà cậu sở hữu mà thôi." "Giống như một món đồ chơi vậy à?" Megan hỏi. Melvin nghĩ ngợi một lúc. "Giống như một công cụ để tạo dựng nên một cái gì đó thì đúng hơn đấy." "Nhưng mình sẽ tạo dựng nên cái gì?" "Tạo dựng một cuộc đời." "Làm sao mà tạo dựng cuộc đời bằng thân thể được cơ chứ?" Megan hỏi. "Bằng cách kinh nghiệm." Melvin đáp lời, nghe cứ y như một giáo sư từ một đại học tiếng tăm nào vậy. "Kinh nghiệm cái gì cơ?" "Kinh nghiệm bất cứ điều gì cậu muốn kinh nghiệm, cái mà cậu chỉ có thể kinh nghiệm được khi cậu có một thân thể." Melvin tự hỏi liệu linh hồn bé nhỏ có hiểu được điều cậu ấy vừa nói hay không. "Để mình nói cho cậu biết, giờ mình muốn kinh nghiệm được điều gì nhé?" Megan bật lên nói. "Thật là tốt khi thiên thần hộ mệnh có thể hiểu được tiếng khóc của em bé đấy, bởi vì không ai khác ở trong phòng có thể hiểu được em đang nói gì cả. Mình muốn kinh nghiệm sự ấm áp, mình lạnh quá, ước gì ai đó mang cho mình một chiếc chăn ấm. Và bạn có tin được không, ngay lập tức một người phụ nữ mang một chiếc chăn bông ấm áp, mềm mại đến bọc lấy em bé." "Wow, cậu thấy không?" Megan la lên. "Mình chỉ cần ước là ai đó sẽ mang chăn đến cho mình và một chiếc chăn xuất hiện đây này. Tuyệt vời ghê luôn." Melvin khúc khích cười. "Mọi chuyện hoạt động như vậy đấy. Cuộc đời hoạt động như thế. Cậu có thể ước có được một điều gì và chỉ cần vậy thôi, cậu sẽ có được điều mình mong ước." Megan không thể tin vào tai mình. "Thật ư?" Em hỏi lại. "Mình chỉ cần ước là được ư?" "Ước với một vì sao thì sẽ có hiệu quả đấy," Melvin cười. "Nhưng không tuyệt đối là cần thiết phải làm như vậy đâu. Chỉ có một điều là thật sự cần thiết mà thôi." Megan phấn khích hỏi lại. "Điều gì thế?" "Niềm tin." "Niềm tin ư?" "Đúng vậy." Melvin nói tiếp. "Cậu phải tin tưởng rằng cậu đã luôn có tất cả mọi thứ mà cậu cần. Cậu phải tin tưởng rằng Thượng Đế sẽ luôn hỗ trợ cho cậu." Giờ thì linh hồn bé nhỏ mở to đôi mắt. Cô bé hỏi một câu làm cho Melvin phải kinh ngạc. "Thượng Đế là ai thế Melvin?" Thiên thần hộ mệnh nhìn xuống linh hồn bé nhỏ và cười một nụ cười thật dịu dàng. "Ôi, bé Megan của mình ơi, cậu thật sự đã quên hết mọi thứ thật rồi có phải không? Thượng Đế là người đã đặt cậu ở đây, đã đặt mình ở đây nữa này. Thượng Đế cũng đã đặt tất cả mọi thứ khác ở đây." "Thật ư?" Linh hồn bé nhỏ hỏi. "Vậy thì bà ấy đang ở đâu? Kể cho mình nghe thêm đi." Melvin lại cười. Nhưng vừa khi cậu ấy sắp sửa giảng giải cho Megan biết về Thượng Đế, thì Megan được bế lên và đặt vào tay một người nào đó. "Ôi, tuyệt vời quá!" Em la lên sung sướng. "Được ôm thật là tuyệt vời làm sao. Cảm giác y như trước khi mình được sinh ra đời vậy. Mình đã biết cảm giác này ở đâu đó trước đây rồi. Cảm giác này được gọi là gì ấy nhỉ?" "Nó gọi là mẹ đấy," Melvin đáp lại. Và ngay vào giây phút ấy, Megan cảm thấy một bàn tay chạm vào khuôn mặt bé và một chiếc hôn được đặt lên đỉnh đầu của em. "Cái gì vậy?" cô bé hỏi, và Melvin trả lời. "Đó là bố." "Nhưng cái cảm giác đó là gì thế?" linh hồn bé nhỏ muốn được biết. "Cái cảm xúc mà mình đã cảm thấy ở đâu đó khi mà mẹ ôm mình và khi bố hôn mình đấy." "Tình yêu," thiên thần của bé trả lời. "Nó gọi là tình yêu." "Ôi, cảm giác ấy thật là tuyệt vời. Làm sao mình có thể có thêm nhiều tình yêu hơn nữa đây?" "Ồ, dễ lắm," Melvin nói. "Cậu cứ trao đi tình yêu là được."
Linh hồn bé nhỏ nhìn vào thiên thần hộ mệnh của mình bằng một khuôn mặt đầy thắc mắc. Làm sao mình làm được? Em hỏi. Mình không biết làm sao trao đi tình yêu. Cậu có thể chỉ cho mình làm sao được chứ? Được chứ? Được không? Megan nài nỉ và cười thật tươi với thiên thần. Này, cậu có biết điều tuyệt vời là gì không? Melvin bắt đầu nói. Cậu đang trao đi tình yêu đấy, ngay lúc này. Chỉ bằng cách nhìn vào mình như thế thôi. Cách mà cậu nhìn người khác thôi cũng đã có thể trao đi tình yêu rồi. Chỉ cần cậu nở nụ cười Megan à, nó đã là một món quà tuyệt vời, làm cho mọi người được vui vẻ rồi đấy. Và thế là linh hồn bé cười với cả ba và mẹ mình. Đó, cậu thấy không? Melvin nói lớn. Nụ cười của cậu đã làm cho họ cảm thấy rất là tuyệt đấy. Và cậu ấy đã chẳng hề nói quá lên đâu. Cả ba và mẹ của Megan đã dâng trào niềm hạnh phúc. Và rồi họ cười lại với Megan. Wow! Khi mình trao tình yêu cho ba mẹ trao lại tình thương cho mình ngay lập tức kìa. Linh hồn bé nhỏ khúc khích cười. Đúng đấy, Melvin gật đầu. Đó là một bí mật nữa về cuộc sống. Cậu làm điều gì cho người khác thì cũng là đang làm cho chính cậu. Cậu học hỏi nhanh thật đấy. Thật là vui ghê, Megan quyết định. Vậy còn cách nào khác để cho đi tình yêu không? Melvin cười. Có nhiều cách lắm, cậu không thể đếm xuể được đâu. À, có thể mình sẽ dùng thân thể này để cả đời trao đi tình yêu thương. Linh hồn bé nhỏ la lên. Mình có thể dành cả cuộc đời này để học làm sao để yêu thương. Chắc chắn rồi, Melvin đồng ý. Và khi đó, thiên thần hộ mệnh quyết định sẽ dạy cho Megan biết tha thứ nghĩa là gì. Cậu thấy đấy, tha thứ cho ai đó là một trong những cách tốt nhất để trao đi tình yêu. Sau khi Melvin đã giúp cho Megan hiểu được tha thứ là gì, Megan rút vào trong vòng tay của mẹ, trong khi bà thì đang ôm và hôn em. Em quyết định rằng em sẽ tha thứ cho cô y tá vì cô đã tắm cho em bằng nước lạnh. Tất nhiên là em không thể nói được gì, phải nhiều tháng sau nữa thì em mới có thể nói chuyện được. Và đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác nữa. Và vì vậy, Megan chỉ có thể nghĩ ra đúng một điều để có thể cho cô y tá biết được rằng em đã tha thứ cho cô. Và bạn có biết em đã làm gì không? Bạn đã đoán đúng rồi đấy. Em đã nhìn thẳng vào cô y tá và rồi nở một nụ cười thật tươi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn có thể nghe lại phần đầu của câu chuyện Linh hồn bé nhỏ và ông mặt trời đã được đăng ở trên kênh nhé. Các bạn có thể ấn nút like, subscribe và ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về video sau của channel. Bạn cũng có thể donate cho channel để hỗ trợ công việc của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một cuối tuần thật vui vẻ.